Hôm nay tôi đã nghĩ ra ý tưởng rằng chơi Free Fire ở trên điện thoại. Mới vô tôi đã được một bạn chơi Free Fire cổ vũ. Cố lên Hóa ơi, cố lên Hóa ơi, cố lên Hóa ơi, Hóa ơi. Vì tôi không thể hiện được kỹ năng của mình nên tôi đã bị chê. Hóa bắn dở. Thậm chí là bị chửi. Có con boss nó bắn lại luôn. Later. Sau đây là cái setting 4 ngón ở trên điện thoại của tôi mà lâu nay ít người biết vì tôi có đăng đầu mà ai biết. Thì đây là một cái phím 4 ngón setting từ đầu đến cuối luôn. Tôi đang tua ở cái tốc độ 5 mà nên nó khá là nhanh. Và bây giờ thì nó tách ra hai nút bông keo nên tôi đã thay đổi một chút xíu ở cái setting này. Cũng như là bây giờ thì tôi bắn mobile không được pro nữa vì lâu lắm rồi tôi chưa bắn. Cũng như bắn PC cũng vậy, lâu rồi chưa bắn. Tôi lo làm mấy clip test game Free Fire thôi à. Nói chung đây là cái setting của tôi, mình có thể tham khảo. Later. Mới vô tôi bắn được một hạt. Sau đó tôi đi loot thính và chạy vòng vòng, thế là đồng đội của tôi làm hết. Ván thứ hai cũng kinh khủng hơn, tôi chỉ biết chạy vòng vòng và đồng đội của tôi làm hết. Ván thứ ba may ra tôi hỗ trợ được một kill, sau đó tôi bắn thêm được hai kill. Và tôi đã hỗ trợ được 3 kill. Đến ván cuối cùng tôi biết đồng đội tôi quá kinh khủng nên tôi đã móc lại sau để hỗ trợ. Nhưng khi tôi quay lại thì chỉ còn lại một người còn sống và tôi đi tìm thanh niên đó khá là lâu. Cho đến khi tôi nghe thấy âm thanh của một thanh niên núp ở trong nhà. Và tôi đi vô trong nhà thì phát hiện thanh niên đang ngồi thẩm vô. Tôi đã hỗ trợ được team một chút ít, chứ không là bị các bạn trẻ Fifi chửi cho u đầu. Later. Ván đầu tiên vẫn rất là bình thường, tôi vẫn đi hỗ trợ cho team của tôi được 1 đến 2 kill. Đầu tiên là một thanh niên ở phía bên trên cao này, đứng trên cao mà ngó. Một thanh niên đi cuối ở dưới đất thì tôi bắn headshot. Cho đến cái ván thứ hai thì cái con tù bây này cút ra cho tao đi lên chỗ đó con. Tao cũng mày á. Ok cũng luôn. Rồi đó, cảm ơn tao đi. Cảm ơn đã, cảm ơn. Không cần cảm ơn. Cảm ơn tao đi. Cảm ơn đã, cảm ơn. Không cần cảm ơn. First blood. Đến ván đấu cuối cùng tôi đã tắt mic của thanh niên kia và sau đó lật kèo. Chứ bây giờ mà nghe thanh niên đó nói chuyện thì làm sao mà lật kèo được. Thế nên tôi đã tắt mic của thanh niên đó và lật kèo. Ở ván đấu này tôi đã bắn chết một thằng nhưng mà vẫn để cho nó sống sót vì tôi cũng còn quá ít máu mà ở đó có tận hai người. Tôi quyết định đi bơm máu trước, sau đó xử lý từ từ và tiêu diệt team nó. Hiện tại team nó còn lại 4 người và tôi đã bắn nóc được một người đang chạy khá ngáo. Vì không còn bật loa để nghe cái thanh niên ngồi chửi chúng tôi nữa, thành ra tâm trí tôi bắn rất là thoải mái và xử lý đỡ ngáo hơn một chút xíu nhưng mà vẫn hơi ngáo. Dạo này mới bắn lại trên điện thoại nên tay xử lý còn hơi là chậm chạp, cũng như là xử lý bấm lộn các kiểu. Bấm lộn rồi thao tác màn hình chuột nó không được mượt. Sau khi nóc một tôi quyết định lao lên bắn nhưng mà vì cái tâm của tôi kéo quá đầu rồi nên tôi đã quyết định móc xuống bên trên và bắn chết thanh niên này. Chỉ còn lại một người cuối cùng. Tôi hết keo rồi nên tôi đã quyết định gia lượng keo nhưng thanh niên này cũng không có keo và tôi chỉ còn một xíu máu. Tôi đã liều mạng ra bắn và không ngờ là tôi lại bắn chết được thanh niên kia.
Cảm ơn các bạn đã xem clip. Tôi không phải là một người chơi Free Fire kỹ năng nên tôi bắn chỉ được như thế thôi. Mọi người đừng có chê tôi bắn gà nữa vì tôi biết tôi bắn gà rồi. Cảm ơn các bạn đã xem, nhớ like và subscribe nha.